Bạn xuất đây nét ngọt ní, ngày ní, dư nâng sức xàm vì pha server. Bạn hãy đấy bạn thì dương chăm bạch cho cá pha server. Bà pha server anh ở nhạc ở dương chạy rộng lệch nếu ai cơ sạp xìm xên, vì server tổ cành client, vì client tổ cành server. Chẳng mình này thà, dương ai chạy rộng lệch nếu ai cơ sạp xìm xên nếu lưu nền vượt bỏ dương bán, đòi sử vật phịp mình này thà, dương ai cũng nọt thả tớ, dương trong xe phụ đỡ nút tờ ở nè mà xe ai cái sáng nút tờ ở nè nè khá ai chôn mơ ban nè nè khá mình miễn sẽ chôn mơ. Ok, các thứ bấm ní vì nghi sử dụng mình tên nó không ca chạy đồng lệch ai cái sáng nó không bằng đại nhận vượt bỏ dương từng mù tèm đồng. Ok, chẳng đâm bay đồng lạng nó pha sơ vơ dương dục bị thá add a rule and feature. But next tỏ mau dương chơi được server cả đấy ní cứ dương miễn tèm mùi thế bà next tiết máu. Ok, cái lệnh bà này cái lệnh file and storage services bà dừng tích vi máu bà tiết máu dừng nâng khơi nhai bà file server bà dừng tự bàn install chẳng nâu lơ Windows Server 2.1 cứ automatically cứ file server tự bàn install lại bàn tay bà xanh chi ở miền thế chẳng dừng ai thích cái lệnh nâng máu bà tỏa máu dừng thích dục file server resource manager một tiết máu bà you add feature tỏa máu trên việc thả next. Và next tiết máu mà vô biết hãy install ok à lâu dừng rong trăm viên thịt tới vì cập phong tài install lại ok chân installation succeeded ok mình này thả success hãy chân dừng close viên máu bạn bằng to bị close và nó lớn ít cứ khởi miền này mà file and storage services. Chúng nó không biết ổn ý dưới những thuốc ca chạy tùm lệch nào file bảo dưỡng tốt căn computer client. Ok, chúng nó bị xe nào file xem xin tốt căn computer client. Nhưng cho màu cái lệnh mà file and storage services mà chạy cái lệnh nhắn máu. Bên top màu vô cái lệnh mà share này, cái lệnh share này, nhưng click lên bia máu. Bạn chỉ default không đi miền pì bà pì folder sầm đạp xé na anh đang dừng lục một bàn đi bà chỉ default ở phía những dân tầm bay xé dân vô lại pass list mình tọa máu vô bị thái new share bà check new share máu ok cái lại như miền pram chấm rớt dân ai chờ được bạn tận tay cái này ní dân tầm bay như số dân vô quick bà quick share này máu tầm bay như số tầm bay cho bị thái next bà cái này ní dân ai share mà trái bằng chương từng mua của bạn đi cơ dương trong share ở tại folder nào mua thế các bạn này bà dương vô trào máu ok chân cạnh này đi nhầm trong share bà cạnh này đi nhầm trong share folder mua mua tham mai share ok ok đời xa từ nhóm miền folder đang sẽ đấy còn tay bà sân chỉ nhận ngọc như ở toàn bàn bạc cả folder thế này ngọc như chôn màu bạc cả folder mà bạn nó phải explorer bởi dương máu nó không nghĩ hay dân ai cả phụ đỡ và cả tân của bạn đấy hay dân sẽ được từ bà không mai xe này nhưng miền thì mai cho miền thịt này chẳng cần ok ok chẳng nhưng miền phụ đỡ hóa nhưng trong share phụ đỡ mai xe này bà tỏ máu dân sẽ lệch lưu viên máu hay dù vị thá select phụ đỡ bạn bằng copy the lệch hóa dân ai cho vị thá next ok này kia chỉ smooth phụ đỡ để dân đầu xe hay ní bà cứ chỉ part. Ok, hai dương nâng khơi miền này, miền liên mùi. Chẳng dương copy liên nâng máu. Mà đâm bây, nó phải để dương access cho file nâng. Vì computer là anh dương para liên mùi nhé. Hai dương copy liên nâng tục thứ. Và này liên mùi nhé. Và remote path to share. Và liên này cứ dương para nó phải để dương. Và nó lưu computer là anh nâng dương chọn access một file dương para liên này. Và ok. Chẳng cho biết thá next. Ok, nhóm click cái lệnh enable access based enumeration mà dùng thịt cái lệnh nâng máu và tỏ máu vô bị thả next. Ok, và tỏ máu mà đo cái lệnh cứ dùng bà cầm nọt sức tạo user nè, thật tạo dùng our user nè khác mơ khờ nhờ folder nâng. Ok, dùng cho customize permission tức. Và cả này ní nhóm miền user mũi chmua thà support đại dương bàn bạc cao tăng bì môn nó cả bì vịt ô môn cứ dương join domain này chẳng tật và cứ dương user mẹ ní cứ dương bàn bạc cao tăng bì vịt ô môn ok chứ dương ai bật sân thì dương ở trong ở quạt khởi tới dương remote quạt chẳng tật và hai dương ai add user nà mùi chẳng tật ok và đầm bay add user ok chẳng đầm bay add user dương dục bị thà add
How you pick tha select a principle ba you select ni mau to mau jeung vai chmu kot ba anchang yum add supon mình ba okay to mau jeung check name check mơ tới okay ba mien ba sân chi mien vi load mau hai ba anchang yum choich pick tha okay bo to mau jeung aich select permission ba kot na tha jeung oi kot aich read te anchang na tae ka nai yum oi kot full control đồng bày ao user này nên còn ai bật cả file còn ai mở file còn ai lục file lại chẳng từ ok bạn chẳng nhưng chơi bị thá ok bạn chẳng từ copy dương cùng nọt permission dương add user add đây hỏi dương ai dục bị apply hỏi dục bị ok bạn từ top máu dương next cái này cứ chia cái này sang khai nào vậy để dương bạn cùng nọt môn đi chẳng á bà mà tỏ máu vô bị thác create bà về nút dương nâng create nâu xe folder ai bà create bà mà tỏ máu create complete hai bà close máu bạn mà đó ní dương nâng khơi nhảy khơi miền mài xe bà ok ní cứ chỉ folder để dương xe chẳng đâm bay access cho đồ pha xe nâng cứ dương ba computer client bà dương máu bà nhìn bà Windows 10 bà nhóm hello dương log in cho Windows 10 bằng dương bạn ní cứ dùng user để dương bạn join domain ok ní cứ dùng Windows 10 bằng dương mà cứ chỉ computer client ok chẳng nằm bay access cho file bạn cứ dùng cho tập can file explorer máu và cho máu chẳng dùng nằng máu đó cái lại cho DPC máu cứ ở khơi miền ấy tiền từ xa tới dương ở toàn bàn thành ấy tiền và nếu lên Windows Server cứ ban xe hai bàn tay nó lớn đi cửa toàn mở khơi đi chắc là bị mở khơi nó xe folder nắng và cứ dùng bạn bật sân chia nó lên Windows dùng cho start menu hai so o và hay bật sân chia nó lên Mac dùng cho command o và bật top máu dùng pass nó link để dùng bàn copy môn đi và để dùng copy cả vì dùng thừa cả xe môn đi và chắc bật top máu dùng vô vị tháp browse và browse máu ok, chẳng cái lại ní vì tầm ra vào dương bởi chỗ nó user hay nâng password mà chẳng nhầm đặt user hay password ok, bà user để dương bàn bật cả môn hay password có dương bàn bật cả môn đây bà ok màu bà bật top bị ok dương nâng khơi nháy bà ní cứ chỉ share folder bà dương nâng khơi share folder hay chúng luôn bấy mà những ai cho tờ mơ ban miền và miền thạch pha miền ấy chẳng tới và một tài không đi cửa miền ấy thế thật tế ok vì tranh phần này miền đây thay những ai cho prapra nữ folder để dựng bàn xe mà vì Windows Server nông ban này phần tay còn là thay và sân chỉ dựng tục phần nắng cứ nó phải để dựng khoai bật file explorer này tới và nó phải để dựng trong cho prapra đón tiếp điện tử comment all dừng từ copy link này đã hai bản dừng browse em đong thì đây chẳng nằm bay nghĩ suy nhom right click lên folder là mũi tới tọa máu nhom map network trái nằm bay ở vị chọn chạm nơi folder đang tạm đong nhom map nơi network trái tọa máu dừng đã chung ở vị tới vô chung a của bạn đấy nhom đã chung a chẳng tới bạn trái a chẳng tới ok tọa máu finish bạn tọa bị dừng map hai dương là khơi nhảy về dương cho this PC vì là khơi trái mũi tia đây bà trái mũi tia đây về dương cho tới bà hiện ai cho pra nó pha năng bàn thom đà tụ bay chỉ dương close tụ bay chỉ dương bật hai có dương ai cho quấn bà khơi chỉ thom đà nói mà bà như khơi chỉ thom đà chẳng nhầm ai cho tới bật cả pha bật cả ai nó lên nắng mà bật cả pha ai mùi thứ bà và mày thích ở chân tới bạn mà đại dùng bật cả file mỗi chung một tham mày thích đại dùng từ c đến tới this is my thích ở chân tới bạn ok và tạo máy save ok này cứ chia file đại dùng bàn bật cả ở lưới Windows 10 bao dùng chẳng dùng cho từ mở Windows Server mở thật tác dùng khơi file đang on và chỗ một căn và mày xé và folder mày xé và cái này thích ok, ni dùng khơi file hay để bật cao nó lên Windows 10 và ni cứ cho anh xài chẳng mình đi thả và anh xa cái dương ai xe tập vinh tập màu nó lưu ở network bỏ dương ok
chẳng nhóm sân khâm thai này tổng ọc nế bàn dù lòng phí cả xe phụ đơn ở lờ Windows Server 2014 này. Chẳng video này miên tay bằng năng tế bà xôm ọc